Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Và hôm nay thì buổi sáng nay tôi muốn cùng quý vị chúng ta học một câu chuyện nữa được ký thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20. Thường thì chúng ta biết rằng ai nấy chúng ta cũng biết rằng người nào đến đầu tiên hoặc là được chọn đầu tiên thì họ sẽ có đặc quyền và có giá trị hơn, phải không quý vị? Và những người đến sau thì mãi mãi vẫn là người đến sau. Dạ, dường như là tiếng nói họ không có giá trị. Nhưng mà ở trong vương quốc của Chúa thì nó khác hoàn toàn. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20, nếu chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy có những điều rất là bất ngờ. Khi mà còn trẻ, khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi thấy dường như có một cái sự bất công nào đó ở trong cái đoạn Kinh Thánh này. Và cái cách trả công của người chủ đối với những người đầy tớ làm chung á, cũng có một cái gì đó nó không bình thường. Nhưng mà càng suy gẫm lời Chúa và với sự soi sáng Thánh Linh thì tôi thấy rất là sâu sắc, rất là hay. Quý vị có muốn nghe điều này không ạ? Ai muốn nghe chưa tôi lên ạ? Dạ. Nhưng mà chúng ta muốn nghe thì chúng ta sẽ cùng mở ra trong lời của Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 từ câu 1 đến câu thứ 16. Ma-thi-ơ đoạn 20 từ câu 1 đến câu thứ 16. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc chung đoạn Kinh Thánh này. Các anh chị em đang cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi trên online, xin mở Kinh Thánh ra và chúng ta sẽ đọc chung với nhau đoạn Kinh Thánh này để chúng ta biết về ý nghĩa của lời của Chúa. Chúng ta khởi sự. Vương quốc thiên đàng giống như một chủ nông trại kia sáng sớm đi ra thuê người làm công trong vườn nho của mình. Người chủ sai họ vào vườn nho khoảng 9 giờ sáng. Người chủ trở ra thấy những người khác rảnh rỗi đang đứng trong chợ thì bảo họ rằng: các anh hãy vào vườn nho của tôi sẽ trả công phải chăng cho. Họ liền đi khoảng 12 giờ trưa và 3 giờ chiều, người chủ lại ra và cũng làm y như vậy. Bạn ơi, tôi không có sự bất công với bạn đâu. Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi một đơn ý đó sao? Hãy cầm lấy tiền công của bạn rồi đi. Tôi muốn trả cho người cuối này như đã trả cho bạn vậy. Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị? Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối. Quý vị cùng đọc lại với tôi cái câu như vậy. Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối. Một lần nữa quý vị. Như vậy, người cuối sẽ nên đầu, còn người đầu sẽ nên cuối. Dạ, cảm ơn quý vị. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em buổi sáng nữa đó là đầu nên cuối và cuối sẽ nên đầu. Đây là câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã dùng để nói về vương quốc của thiên đàng. Giống như một người chủ trang trại vườn nho, buổi sáng ông ra thuê những người làm công. Từ lúc sáng sớm ông đã thuê họ vào trong vườn nho, rồi 9 giờ sáng ông lại tiếp tục đi ra để thuê, rồi 12 giờ trưa ông lại đi ra ngoài và ông thấy có những người vẫn còn đứng ở ngoài và ông cũng thuê họ, và 3 giờ chiều ông cũng ra và thấy có một số người vẫn còn đứng ở ngoài vườn nho và ông lại tiếp tục mời họ vào trong vườn nho. 5 giờ chiều, chỉ còn 1 giờ nữa là hết một ngày. Ông vẫn đi ra ngoài và nhìn thấy cũng có nhiều người vẫn còn đứng bên ngoài. Và ông hỏi họ: ủa tại sao còn đứng ở đây? Thì họ trả lời là không ai thuê chúng tôi hết. Và thế là ông chủ lại mời họ vào trong vườn nho. Và đỉnh điểm của câu chuyện này rất là hấp dẫn và rất là sốc, là đến 6 giờ chiều thì ông chủ đã mời người quản lý tới và thanh toán tiền cho họ. Thì ông không có trả cho cái người đầu, nhưng mà ông trả cho người cuối trước. Một người làm chỉ có 1 giờ,
nhận được một đơn đề. Rồi những người sau cũng một đơn đề, đơn đề. Thì cái người đầu đó, họ mới rất là ngạc nhiên. Ban đầu thì họ tính là ồ, chắc chắn là mình hơn cái ông làm con giờ. Nhưng mà tới một hồi khi mà đến hồi trả cho ông ta thì ông ta cũng nhận một đơn đề. Thì ông cảm thấy rất là giận. Tại sao ông chủ bất công vậy? Thì ông chủ mới trả lời: bạn ơi, tôi với bạn thỏa thuận đoàn quan mà. Chúng ta làm một ngày một đơn đề thì tôi đã trả đủ chăng? Tôi đâu có sai đâu. Hay là anh ganh tị bởi vì tôi cho người khác nhiều hơn? Hãy cầm lấy tiền anh đi đi. Và cuối cùng Chúa Giêsu đã kết luận một câu, đó là kẻ đầu sẽ nên cúi và cúi sẽ nên đầu. Ai trong quý vị đã đọc đoạn thánh nào dưới tay lên ạ? Dạ, cảm ơn. Wow, hội thánh của chúng ta rất là tuyệt vời. Những người ở trên online đọc chưa? Xin giơ tay tôi thấy ạ. Dạ, tôi không thấy đâu. Dạ, nhưng mà tôi tin là ít nhất một lần quý vị đã đọc đoạn kinh thánh này. Và tôi tin rằng quý vị cũng cảm thấy sốc giống như tôi khi mà đọc lần đầu. Phải không ạ? Có cái gì đó nó sai, có cái gì đó nó bất công, có cái gì đó nó không đúng ở trong câu chuyện này. Và như tôi đã trình bày quý vị, tôi cũng cảm thấy bất công khi mà ông chủ trả tiền công. Nhưng mà khi suy gẫm lại đoạn kinh thánh này với sự soi sáng của Đức Thánh Linh và với sự nghiên cứu kỹ càng thì tôi thấy wow, ở đây có một cái chân lý rất là hay, rất là đặc biệt mà tôi học được. Tôi biết ơn Chúa và tôi muốn chia sẻ cho quý vị buổi sáng hôm nay. Để có thể tìm thấy được những cái chân lý rõ ràng ở trong đoạn thánh này thì tôi nghĩ điều đầu tiên mà quý vị chúng ta trước khi hiểu đoạn kinh thánh này thì chúng ta cần phải hiểu biết về văn hóa cũng như biết về bối cảnh của câu chuyện này. Đây là khung cảnh mà được mô tả thường xảy ra ở tại xứ Palestine vào tháng 10, đó là cái mùa nho chín ở tại Palestine. Và những người chủ trang trại á, họ thường đi ra ngoài để tìm kiếm những nhân công đi vào trong vườn nho. Sau tháng 10 thì là tháng của mùa mưa. Nếu mà nho không được hái kịp, không cắt kịp, không thu hoạch kịp thì mưa xuống nho sẽ bị úng và hư. Cho nên những người chủ trang trại sẽ đi ra ngoài để đi tìm những người nhân công. Từ sáng sớm cho đến chiều họ tranh thủ, bởi vì càng có nhân công càng nhiều càng tốt, bởi vì nếu không kịp thì nho sẽ hư. Cho nên chúng ta thấy trong câu chuyện này, người chủ đã ra từ sáng sớm đi tìm những nhân công và thuê vào trong vườn nho của mình. Và điểm thứ hai mà chúng ta học ở tại đây về cái bối cảnh, về văn hóa của họ, đó là mỗi một người làm công sẽ được trả một đơn đề, đó là cái tiền lương, tiền công nhật bình thường cho một người để có thể lo cho gia đình của mình. Cho nên ông chủ đã thỏa thuận là mỗi người một đơn đề cho một ngày. Và những người làm công đứng ở ngoài đó, không phải họ làm biếng đâu. Có hai cái dạng. Thứ nhất là người làm nô lệ. Người nô lệ thì ở trong nhà chủ á, thì được bao ăn, bao ngủ, bao tất cả, và không có sống bấp bênh. Nhưng còn những người mà làm công nhật á, thì cuộc sống rất là bấp bênh. Họ phải sống nhờ cái lòng thương xót và những cái cơ hội làm việc. Bởi vì nếu một ngày mà họ không có việc làm thì cũng đồng nghĩa là ngày đó gia đình họ không có gì ăn hết. Và chúng ta biết về bối cảnh của câu chuyện này. Và đó là lý do tại sao những người làm công đứng ở ngoài để chờ những người chủ mời mình vào trong những cái vườn nho của họ để mà giúp đỡ cho họ. Sáng nay tôi muốn cùng quý vị đọc học đầu kinh thánh này. Có ba điều quan trọng mà tôi được nhắc nhở khi học ở tại đây. Thứ nhất, đó là vườn nho của Chúa luôn cần nhân công. Chúng ta thấy rõ ràng ở tại đây, vườn nho là hình bóng về công trường của nhà Chúa. Và ông chủ trang trại đó là hình bóng về Chúa. Và người chủ trang trại này đã ra từ sáng sớm, như tôi đã nói. Một ngày của người Do Thái bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc là 6 giờ chiều. Cho nên người chủ đã ra đi tìm nhân công từ lúc 6 giờ sáng. Nhưng mà 6 giờ sáng ông tìm nhân công vào rồi, rồi 9 giờ ông lại ra nữa, rồi 12 giờ, rồi 3 giờ chiều và thậm chí đến 5 giờ chiều. Chúng ta rõ ràng là người chủ rất cần nhân công. Và ông sẵn sàng mời tất cả mọi người bước vào trong vườn nho của ông. Chúng ta thấy ở tại đây dường như không có một cái điều kiện nào cả, không có một tiêu chuẩn nào cả. Ông không hề hỏi là anh có trình độ gì, ngoại hình ra sao, không hề.
Chỉ cần là người đó sẵn sàng bước vào trong vườn nho thì người chủ thuê họ trong vườn nho. Mặc dù là từ 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ hoặc 5 giờ thì vẫn được mời giống như nhau. Và tôi muốn quý vị chúng ta làm rõ cái vấn đề này để chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Ngài đang kêu gọi tất cả mọi người vào trong vườn nho của Chúa. Không phân biệt giới tính, không phân biệt già trẻ, không phân biệt màu da, không phân biệt người đó là ai cả. Chỉ cần chúng ta thư vấn và sẵn sàng, Chúa còn muốn vào trong vườn nho, thì vườn nho của Chúa mời gọi tất cả mọi người trong chúng ta. Thưa quý vị, tại sao tôi nói điều này? Nếu quý vị nhìn ra ngoài thì chúng ta thấy, chúng ta cảm ơn Chúa, thầm cảm ơn Chúa vì đất nước chúng ta đang được bình an. Và chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà không biết ngày mai như thế nào. Có người hỏi làm bao giờ thì thế chiến thứ ba? Bởi vì chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang kéo dài, không biết bao giờ là chấm dứt. Và nó đã kéo đến lạm phát. Và mùa đông sắp tới sẽ gì xảy ra? Rồi ở tại Biển Đông, rồi ở tại Đài Loan, vân vân. Thưa quý vị, đó là dấu hiệu để cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống những ngày rất là bấp bênh ở cái thế giới này. Và cũng đó cũng là dấu hiệu mà Ngài Chúa Giêsu sẽ trở lại. Bởi vì thái độ của chúng ta ngày hôm nay là gì khi chúng ta chuẩn bị cho ngày mà Chúa Giêsu trở lại? Há chẳng phải là chúng ta hãy bước vào trong vườn nho của Chúa để phục vụ cho vương quốc của Ngài? Và tôi tin rằng đó là thái độ đúng đắn nhất mà Chúa muốn chúng ta là cơ đốc nhân chúng ta phải làm. Không phải ngồi để chờ Chúa ơi con chờ Chúa ta làm, Chúa ơi con chờ Chúa trở lại, nhưng mà hãy tranh thủ những giờ còn lại ở trên đất này để phục vụ cho vương quốc của Chúa. Ông bà chị em ơi, Chúa không phân biệt ai cả. Chúa mời gọi tất cả mọi người trong chúng ta, dù là mới tin Chúa hay là tin Chúa lâu năm, dù người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi, quý vị luôn được chào đón ở trong vườn nho của Chúa. Có nhiều người đã nói với Chúa như thế này: Chúa, con sẽ hầu vì Chúa khi mà con về hưu. Chúa ơi, con sẽ hầu vì Chúa khi nào con sắp xếp được thời gian rảnh, con sẽ hầu vì Chúa. Khi tôi nghe những điều đó, tôi nói: Chúa không có đáng bị đối xử như vậy. Nhưng có nhiều người thì đã nói với Chúa như vậy. Tôi nhớ ngoài câu chuyện có một cô gái, cô đã từng cầu nguyện với Chúa và nói với Chúa rằng: Chúa, con sẽ hầu vì Chúa. Chúa chúc phước cho việc học của con. Con sẽ hết lòng hầu vì Chúa. Và thật sự như vậy, Chúa ban phước cho cô học rất là giỏi. Học sinh xuất sắc, hàng top, top của top. Và khi cô tốt nghiệp ra trường, cô nói: cảm ơn Chúa vì Chúa đã chúc phước cho con. Con không những đậu, nhưng mà con đậu thủ khoa nữa. Nhưng mà Chúa ơi, Chúa cho con có công việc làm đi, con sẽ hầu vì Chúa. Và Chúa cũng tiếp tục cho cô công việc hơn mọi người mong đợi, tiền lương rất là cao, vị trí cũng rất là cao. Cô nói: cảm ơn Chúa, Chúa luôn nhầm lời cầu nguyện của con. Chúa ơi, nhưng mà Chúa cho con có gia đình đi, con ổn định gia đình đi, con hầu vì Chúa. Hy vọng rằng không có ai trong chúng ta giống như vậy. Rồi Chúa vẫn tiếp tục làm ơn cho cô, và cô có gia đình, có chồng rất là đẹp trai, cũng làm việc rất là lương cao, rồi có gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng là một ngày kia cô bị tai nạn. Vị mục sư trong nhà thờ đến thăm cô, và cô đã ôm mục sư và khóc: mục sư ơi, con sẽ hầu vì Chúa. Lần này con hứa con hầu vì Chúa. Nhưng mà trước khi vô thăm cô á, thì vị mục sư đã nghe tin về cái chân của cô khó có thể đi lại được, bởi vì tai nạn rất là nặng. Mục sư an ủi cô: thôi con nằm nghỉ đi, cầu nguyện Chúa chữa lành cho con, Chúa bổ sức lại cho con. Và khi đến thăm á, thì ông mục sư cầm bó hoa rất là đẹp, và cô nghĩ trong bụng là ông mục sư sẽ tặng cho cô. Nhưng mà khi cầu nguyện cho cô xong, mục sư cầm bó hoa đi về. Mà mấy ngày sau mục sư lại trở lại và tiếp tục thăm cô, rồi cầu nguyện cho cô. Rồi cũng như vậy, ông mục sư cầm bó hoa đi về. Cô hơi thắc mắc, không biết ông mục sư lớn tuổi rồi, sao có cái gì nó sai sai á. Thường thì đi đến thăm bệnh viện là có bó hoa rồi tặng cho người bệnh nhân, nhưng mà ông mục sư đem về. Rồi đến lần thứ ba, ông trở lại và cũng cầu nguyện cho cô. Và sau đó thì chúng ta biết bó hoa nó sao rồi. Cũng bó hoa đó, và ông tặng cho cô trước khi ông về. Thì cô mới nói: mục sư, sao lúc bó hoa còn tôi, mục sư không tặng con? Giờ nó héo, mục sư tặng con.
có vẻ cô hơi bực về cái hành động thiếu lịch sự của mục sư. Nhưng mà vị mục sư nói, ông rất ôn tồn đó nè, con gái đừng có giận mục sư. Điều mục sư đang làm nó cũng giống như con đã làm với Chúa vậy. Con đã từng hứa với Chúa bao nhiêu lần, Chúa làm ơn cho con sẽ hầu vì Chúa. Chúa ban phước cho con sẽ hầu vì Chúa. Và bao nhiêu lần con hứa với Chúa rồi con lấy lại lời hứa đó. Để con xong công việc của con, để con tốt nghiệp đã, để con có công việc ổn định đã, rồi con sẽ hầu vì Chúa. Bây giờ chân của con sẽ không còn đi được nữa, con lại nói rằng Chúa, con sẽ hầu việc Ngài. Cô gái khóc. Mục sư ơi, con sai rồi. Mục sư ơi, con sai rồi. Tôi tin rằng quý vị hiểu điều tôi muốn chia sẻ buổi sáng hôm nay. Đang khi chúng ta còn có cơ hội, quý vị, chúng ta sẽ làm gì? Vườn nho của Chúa đang rất là cần. Cả 100 triệu người dân Việt Nam đang cần nghe tin lành của chúng ta. Họ cần biết về Chúa của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì quý vị? Chúng ta được cứu, chúng ta được tha thứ, chúng ta được chữa lành, chúng ta được Chúa nhậm lời, làm ơn trên cuộc đời của chúng ta bao nhiêu lần. Chúng ta xin với Chúa điều này, xin với Chúa điều kia, Chúa làm ơn cho chúng ta. Chúng ta đã hứa với Chúa, vậy chúng ta đã làm gì? Tôi mong lời này nhắc nhở cho mọi người trong chúng ta. Vườn nho nếu không hái đúng trong cái mùa đó, mưa tới sẽ không còn nữa. Đây là cơ hội quý vị. Chúa nói gì? Mùa gặt thì thật là trúng, nhưng mà xong con gặt thì thật là ít. Quý vị, mùa gặt đang trúng ở trước mặt chúng ta, nhưng mà con gặt rất là ít. Để buổi sáng hôm nay tôi muốn mượn lời của người chủ vườn nho này để nói quý vị rằng Chúa mời gọi tất cả mọi người chúng ta. Ai trong chúng ta sẵn lòng nói rằng Chúa ơi, có con đây, xin hãy sử dụng con. Ai trong chúng ta đã từng hứa với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ phục vụ Ngài. Chúng ta đã làm gì với lời hứa đó? Biết bao nhiêu người cần sự cứu rỗi, biết bao nhiêu người cần tình yêu của Chúa, cần hy vọng, cần bình an của Chúa cho cuộc đời của họ. Ai sẽ là người làm điều này? Tôi mong rằng lời này sẽ nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta. Hãy nhớ rằng vườn nho của Chúa luôn luôn chào đón tất cả chúng ta, luôn cần tất cả mọi người trong chúng ta dự phần ở trong nước của Ngài. Điểm thứ hai mà chúng ta được học ở tại đây, tôi có thể nói rằng đỉnh điểm của câu chuyện này nó là ở chỗ này. Cái câu chuyện mà có thể làm gây sốc cho nhiều người nó là ở chỗ này. Khi mà người chủ tính công và trả công. Và như tôi đã nói quý vị lần, tôi cũng rất là sốc khi mà đọc câu chuyện này lần đầu. Bởi vì thường người ta trả lương cho người từ sáng sớm đến chiều, nhưng mà ông chủ này lại trả lương cho người từ chiều bắt đầu có 1 giờ. Và chúng ta sẽ thấy ở tại đây có những cái cung bậc cảm xúc nó biểu lộ rất là rõ ràng. Cái cảm xúc đầu tiên của cái người nhận một đơn ê làm 1 giờ, ông rất là vui mừng, há hốc miệng mình ra. Hả? Mình làm có 1 giờ à? Ông chủ trả mình 1 đơn ê. Đó là cái cảm xúc đầu tiên của cái người nhận 1 đơn ê. Và cái cảm xúc thứ hai của những người đứng nhìn thấy ông chủ trả lương, ôi, ông làm có 1 giờ 1 đơn ê. Thì quý vị biết nghĩ cái ông mà làm từ sáng sớm ông sẽ nghĩ gì không ạ? Ông tính liền, 1 giờ 1 đơn ê, mình 12 giờ, 12 đơn ê. Đúng không quý vị? Và ông đang phấn khích. Một cái cảm xúc khác nữa là một bên ngạc nhiên, một bên phấn khích. Wow, đã quá ta, mình làm có 1 ngày được 12 đơn ê. Nhưng mà khi ông nhận 1 đơn ê từ ông chủ, thì ông rơi xuống một cái trạng thái là thất vọng, hụt hẫng. Ủa sao vậy? Ông làm có 1 giờ 1 đơn ê, còn tôi làm 12 giờ cũng 1 đơn ê. Sao vậy ông chủ? Quý vị, chúng ta có thể mường tượng được cái khung cảnh này không ạ? Một cái khung cảnh đầy những cái cảm xúc khác nhau và xen lẫn ở tại đây. Mà ở đỉnh điểm câu chuyện này, chúng ta học cái gì? Chúng ta học biết được về tấm lòng của Chúa của chúng ta. Chúng ta được học biết về tấm lòng của Cha Thiên Thượng. Ở tại đây có 3 điểm đặc biệt mà chúng ta học. Đó là thứ nhất về sự công bình của Ngài. Người chủ ôn tồn trả lời với ông ta rằng, bạn tôi ơi, có phải chăng chúng ta đã thỏa thuận không?
Ở trong câu thứ hai, sau khi đã thỏa thuận với các người làm công mỗi ngày một đơn ê, người chủ sai họ vào vườn nho. Như tôi đã nói quý vị, thoạt đầu khi mà đọc câu chuyện này chúng ta sẽ thấy có một sự bất công. Bởi vì một cái người làm có 1 giờ, 1 đơn ê. Cái người làm 12 giờ, được 12 đơn ê. Âm cũng 1 đơn ê. Cho nên ông này cảm thấy rằng ông chủ bất công. Nhưng ông chủ mới lặp lại rằng, chúng ta đã thỏa thuận mà. Ở trong câu thứ hai rõ ràng là, chúng ta đã thỏa thuận 1 ngày 1 đơn ê. Như vậy thì ông chủ có bất công không quý vị? Tôi muốn nghe chị lớn lên à? Không. Rất là công bình đúng không ạ? Ông không có cắt xén, ông không có bớt cái tiền công, ông trả đúng theo thỏa thuận. Nói theo từ ngày hôm nay là đúng theo hợp đồng. Đúng không ạ? Ông không có cắt bớt, không có xén gì cả. Cho nên ở tại đây chúng thấy rằng Chúa rất là công bình, những gì Chúa đã hứa Ngài sẽ làm. Đấy là điểm mà tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta cần phải biết, Chúa của chúng ta đang thờ phượng, Ngài rất công bình. Chúng ta làm phần của chúng ta, Ngài sẽ làm phần của Ngài. Nếu người tin sẽ được, nếu người làm con sẽ thấy. Rất là rõ ràng, Chúa rất là công bình, Ngài không lường công của ai cả. Ngài không cắt xén, không bớt gì của ai hết. Nếu chúng ta làm đúng theo lời Chúa, đúng theo thỏa thuận, đúng theo những gì mà Chúa dạy, Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Ngài không có tay vị. Cho nên ở tại đây, cái người làm công từ 6 giờ sáng, anh giận dữ và anh phàn nàn, điều đó là sai. Bởi vì Chúa đã công bình. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được ở tấm lòng của Chúa là gì? Vượt trên cái sự công bình, thì quý vị sẽ nhìn thấy một tấm lòng thương xót rất lớn của Chúa. Tại sao tôi nói điều này? Và như tôi đã nói quý vị về văn hóa, về bối cảnh của câu chuyện này, thì chúng ta sẽ thấy người chủ hết sức là thương xót. Bởi vì sao? Những người làm công sẽ không nhận, những người làm công một ngày, ông nhận đúng một đơn ê. Nhưng mà đến 5 giờ chiều, ông chủ đi ra, ông thấy những người làm công đứng ở bên ngoài, không ai thuê hết. Và ông mới mời gọi họ bước vào trong. Thưa quý vị, nếu quý vị làm chủ, chúng ta có mời một người làm công cho mình 1 giờ không? Rồi chúng ta trả một đơn ê không? Cái này khó lắm không phải quý vị? Rất là khó. Và quý vị nghĩ tại sao mà những người này đến 5 giờ chiều ngay mời? Các bà ơi, các cô ơi, cho tôi hỏi, khi mà đi mua thức ăn, thực phẩm thì quý vị sẽ lấy thức ăn gì trước ạ? Tươi, ngon, bỏ vô giỏ mình đúng không ạ? Tôi tin rằng quý vị hiểu điều tôi muốn nói. Tôi tin rằng quý vị trên online hiểu điều tôi muốn nói. Khi mà chọn người làm công thì chúng ta sẽ chọn người thế nào? Ốm ốm giống như một sư lâm vậy á. Phải không ạ? Gầy gầy giống như sư lâm đúng không ạ? Chắc chắn là tôi bị lỗi trước rồi. Đúng không quý vị? Những người làm công mà chọn từ 6 giờ sáng là những người khỏe mạnh. Có thể là vai u, thịt bắp, có thể là rất là săn chắc, và có thể họ là những người to và khỏe. Và họ được mời gọi vô. Và những người ốm ốm, yếu yếu chắc chắn là bị giạt ra, bị lội ra. Và cuối cùng tới 5 giờ chiều cũng không ai mời hết á. Chúng ta hiểu chỗ này không ạ? Đây, chỗ này chúng ta rõ ràng, nếu ông chủ nên thôi, mấy ông yếm đi, yếu đi chỗ khác đi, chúng tôi không cần. Và chúng ta nghĩ gì với những người làm công này? Họ rất là thất vọng, họ rất là buồn, đúng không ạ? Nhưng mà 5 giờ chiều họ vẫn được mời vào. Họ vẫn được mời vào, quý vị. Đó là gì? Đó nói lên lòng thương xót của Chúa. Đáng lý họ không được chọn, đúng không quý vị? Đáng lý họ không được mời vào trong vườn nho, nhưng mà họ được chọn, được mời vào trong vườn nho. Đó là lòng thương xót của Chúa. Đáng lý tôi và quý vị không được chọn, đáng lý tôi và quý vị không được mời, nhưng mà Chúa đã chọn chúng ta. Đó là lòng thương xót của Ngài. Chúng ta có mặt ở tại đây không là bởi vì chúng ta giỏi hay là chúng ta tài hơn ai, nhưng mà bởi lòng thương xót của Chúa. Nếu quý vị đồng ý, xin hãy vỗ tay ngợi khen Chúa với tôi điều này. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta được chọn. Hãy cảm ơn Chúa vì chúng ta được cứu. Không phải bởi việc làm, nhưng mà bởi ân điển của Chúa. Và chúng ta thấy lòng thương xót của ông chủ ở tại đây, nó hơn cả cái điều mà họ suy nghĩ. Một ngày một đơn ê, thì cái người làm một giờ nhận bao nhiêu quý vị? Nếu công bình thì trả nhiêu ạ?
1/12 của Daniel. Đúng không ạ? Nhưng mà ông chủ đã trả thế nào? 1 Daniel. Bởi vì ông nghĩ rằng 1/12 Daniel, ông nghĩ rồi, làm sao mà đủ lo cho cả gia đình. Chúng ta rõ ràng cái lòng thương xót của ông chủ. Ông, nếu ông trả theo sự công bình bình thường thì người này chỉ nhận 1/12 thôi, và người này cũng không có ý kiến ý cò gì hết đó, cũng không có thể là phản bác hay là tức giận được. Bởi vì sao? Có 1 giờ. Nhưng mà bởi lòng thương xót, ông chủ đã gửi cho anh ta chọn 1 Daniel. Cho nên cái điểm thứ hai mà chúng ta học ở đây về tấm lòng của Chúa, đó là sự thương xót vĩ đại của Ngài. Tôi càng suy gẫm tôi càng thích thú quý vị. Và hãy, tôi muốn nhắc quý vị rằng, chúng ta được cứu, được chọn, được phục vụ, đó là đặc ân của Chúa. Chúng ta không đáng gì cả quý vị. Chúng ta đáng chết thôi chứ không đáng gì đó. Đúng không ạ? Chúng ta đáng bị rủa xả thôi, đúng không ạ? Chúng ta đáng bị bỏ thôi. Nhưng mà chúng ta được cứu lại là bởi ân điển của Ngài. Và ngay cả khi chúng ta được phục vụ Chúa, đó là ân điển của Chúa. Nên quý vị ơi, hãy biết ơn Chúa vì được làm con của Chúa. Hãy biết ơn Chúa vì chúng ta được gọi vào trong vườn nho của Chúa. Và điểm thứ ba mà tôi lại thấy hay hơn nữa ở trong đoạn Kinh Thánh này, ngoài cái sự công bình và sự thương xót của Chúa, chúng ta thấy ở đây một cái sự hào phóng, rộng lượng của người chủ. Một sự hào phóng và rộng lượng của người chủ. Khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi suy nghĩ, lý do gì để ông chủ trả cho người này 1 Daniel mà làm có 1 giờ thôi? Có cái sự khác biệt nào ở tại chỗ này không vậy? Quý vị có thấy chỗ này không ạ? Mặc dù đó là sự hào phóng, nhưng mà ông có thể trả phân nửa Daniel cũng được. Nhưng mà tại sao ông trả trọn 1 Daniel? Và khi suy gẫm chỗ này, tôi thấy wow, 2 nhân công nhưng mà 2 thái độ khác nhau. Tại sao tôi nói điều này? Chúng ta trở lại câu thứ hai. Sau khi đã thỏa thuận với người làm công mỗi ngày 1 Daniel, người chủ sai họ vào vườn nho. Cái người làm công từ 6 giờ sáng có bản hợp đồng, đúng không quý vị? Anh làm công ăn lương, anh làm công anh được trả tiền lương. Và quý vị nghĩ đi, anh sẽ làm như thế nào? Tôi suy nghĩ, người làm công từ 6 giờ sáng suy nghĩ gì? Ok, tôi có công, ông có của, đôi bên đều có lợi. Tôi không làm thì nho anh sẽ hư. Và chúng ta thỏa thuận, đôi bên đều có lợi. Và người này sẽ làm. Và một suy nghĩ nữa, tiền công 1 Daniel 1 ngày tôi sẽ làm. Nhưng mà làm tà tà, làm cho khó làm. Bởi vì cuối ngày tôi cũng sẽ có 1 Daniel. Tôi nghĩ cái thái độ của cái người làm công 6 giờ sáng là như vậy. Bởi vì sao? Anh làm theo tiền công mà. Nhưng mà quý vị ơi, hãy suy nghĩ cái người làm công lúc 5 giờ chiều. Và tôi bảo đảm quý vị sẽ nghĩ ra điều này. Anh em ở trên online hiểu điều tôi nói không ạ? Nếu quý vị hiểu, xin hãy nói rằng tôi hiểu điều mục sư nói. Và tôi tin quý vị hiểu điều tôi muốn nói. Ai hiểu điều tôi muốn nói xin giơ tay lên ạ. Wow, tôi có một hội thánh rất là nhạy bén. Khi người làm 5 giờ chiều suy nghĩ gì? Tôi diễn tả cho quý vị xem. Đó là giờ không còn cơ hội. Đúng không quý vị? Đó là giờ mà anh ta chuẩn bị đi về với một bộ mặt rất là thiểu não. Hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Hôm nay là ngày thất bại của tôi. Ba xin lỗi các con bởi vì ba không làm một người cha tốt. Bởi vì ba đã cố gắng hết sức nhưng mà không ai thuê ba hết. Anh tự trách mình. Thật đáng buồn. Hôm nay quá buồn. Đứng từ sáng tới chiều mà không ai rước mình hết. Phải không quý vị? Tâm trạng của anh đang ngổn ngang. Và về gặp vợ. Vợ ra hỏi có tiền không anh? Và anh sẽ cúi đầu xuống nói, sorry em, anh cố gắng hết sức rồi. Đúng không quý vị? Tâm trạng của anh đang ở một tâm trạng rất là tồi tệ, rất là tiêu cực. Nhưng mà bỗng nhiên ông chủ ra nói, ê, anh tại sao còn ở đây? Tại sao vậy? Anh trả lời gì quý vị? Chúng ta xem ở trong câu số 6, 7 nói gì? Không ai thuê chúng tôi hết. Ở vô đây, vô đây, vô đây.
Quý vị nghĩ cái tâm trạng anh như thế nào? Wow! Cảm ơn ông chủ! Cảm ơn ông! Ông đã cứu cuộc đời của tôi! Cảm ơn ông vì tôi về tôi sẽ gặp vợ tôi và tôi sẽ không có cúi đầu xuống. Tôi sẽ không có đi bằng cái lưng vô nữa. Phải không quý vị? Với một tâm trạng từ thiểu não, buồn chán, tiêu cực, bỗng nhiên ông chủ tới và làm cho anh trở nên vui mừng. Bởi vì sao? Anh được cứu rồi. Anh có tiền rồi. Anh có thể đem gì đó về cho gia đình của mình. Và chắc chắn với tâm trạng vui mừng đó, anh sẽ làm việc như thế nào quý vị? Wow, rất là tuyệt vời. Xin nói lại, anh sẽ làm việc như thế nào ạ? Hết lòng. Xin nói với tôi là hết lòng. Hết sức. Làm việc nhiệt tình. Đúng không quý vị? Anh làm việc hơn cái đó là gì? Là lòng biết ơn. Cái thái độ của người làm này khác với thái độ của người làm công ăn lương. Người làm công ăn lương là một đời này, còn anh này làm vì lòng biết ơn. Xin nói theo tôi là làm vì lòng biết ơn. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái thái độ anh làm rất là nhiệt tình. Tôi bảo đảm quý vị, tôi không có mặt ở tại đó, nhưng tôi biết những người làm việc với lòng biết ơn khác với người làm công ăn lương. Bởi vì sao? Bởi vì mình vốn chết, sắp chết, nhưng mà chủ làm cho mình sống lại. Mình ở trong tình trạng tuyệt vọng, nhưng ông chủ đã cho mình có hy vọng. Và cảm ơn ông chủ hết sức, hết lòng. Và làm được những gì có thể làm. Có thể anh làm nhanh hơn những người làm trước nữa. Anh có thể làm nhiệt tình hơn nữa. Và anh tỉa nhiều hơn nữa. Và ông chủ chắc chắn ông nhìn thấy, wow, cái người làm 1 giờ làm tốt hơn cái người làm 12 giờ. Và đó là lý do mà ông ta đã trả một đền nợ. Nhưng mà tôi suy gẫm chỗ này quý vị, không phải là ông trả công. Bởi vì, đúng không ạ? Tại vì ông đâu có định giá một đền nợ đâu. Nhưng cái điều ông gửi cho người này, đó không phải là tiền lương, mà đó là quà tặng. Bởi vì anh đâu có đủ 12 giờ đâu mà là tiền lương. Đây là quà tặng, mà cũng không phải là phần thưởng nữa. Phần thưởng thì anh phải làm giỏi mới phần thưởng, đúng không ạ? Nhưng mà đây là gì? Ân điển. Amen. Hãy cùng tôi vỗ tay một lần nữa. Cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa. Khi tôi suy ngẫm động thánh này, tôi thật sự cúi đầu và cảm ơn Chúa. Đúng là như vậy. Phải không quý vị? Chúng ta là những người được cứu ở 5 giờ chiều, là những giờ cuối cùng của một ngày. Chúng ta được chọn những giờ cuối cùng của một ngày, quý vị. Nếu Ngài không cứu chúng ta thì chúng ta không có mặt ở đây. Nếu Ngài không chọn chúng ta thì chúng ta không có mặt ở đây. Và tôi suy ngẫm, có biết bao nhiêu người giỏi trên thế giới này, tại sao Chúa không chọn họ? Tôi đọc những cái lời cuối cùng của Steve Jobs, người nổi tiếng của Apple. Ông đã nói những lời hết sức là cay đắng cho cuộc đời của mình. Một trong những người cống hiến cho cả cái trái đất này về công nghệ. Ông nói rằng cuộc đời của tôi cuối cùng chẳng có gì hết. Tiền là những gì mà tôi đeo đuổi, danh vọng là những gì tôi đeo đuổi, nhưng cuối cùng tôi bị ung thư và chẳng có ai ở bên cạnh tôi. Cuộc đời của tôi thật vô nghĩa. Anh chị em, chúng ta là ai? Chúng ta là gì? Sao Chúa chọn? Hãy quý giá điều này quý vị. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài chọn tôi. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài cứu tôi. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài bằng lòng sử dụng cuộc đời của tôi. Có biết bao nhiêu người giỏi hơn tôi? Có biết bao nhiêu người khôn ngoan bằng cấp giỏi hơn tôi? Tại sao Ngài sử dụng tôi? Hãy đặt câu hỏi đó cho chính mình. Và quý vị, và hãy tự đặt câu hỏi, mình đang phục vụ Chúa vì điều gì? Vì tiền công hay là vì biết ơn? Và tôi được nhắc nhở, Chúa không có nhận không của ai bao giờ hết. Khi chúng ta hết lòng phục vụ Chúa, thì Chúa, Ngài có đặc ân cho chúng ta. Phục vụ hết việc khác với phục vụ hết giờ. Tôi xin nhắc lại, phục vụ hết việc khác với phục vụ hết giờ. Phục vụ với lòng biết ơn khác với phục vụ vì tiền công.
và phục vụ với lòng biết ơn, sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Ai trong quý vị muốn thấy những điều bất ngờ xảy ra trên cuộc đời mình, xin đưa tay lên nào. Hãy nói vẫn phải là hãy phục vụ Chúa vì lòng biết ơn. Ở tại đây tôi được nhận, không có chúng ta, có người khác không quý vị? Có. Chúng ta chẳng là ai cả ở trong cái thế giới gần 8 tỷ người này. Chúng ta chẳng là gì cả. Nếu không có chúng ta, Chúa vẫn có người khác. Nhưng mà chúng ta được chọn ấy là bởi ân điển của Chúa. Cho nên tôi ước ao rằng tất cả chúng ta phục vụ Chúa, hãy phục vụ Chúa vì lòng biết ơn. Tôi muốn nghe chị amen lớn nào. Hãy phục vụ Chúa vì lòng biết ơn. Bởi vì khi chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta phục vụ hết lòng. Và chắc chắn sẽ có đặc ân dành cho chúng ta. Người phục vụ 5 giờ chiều, ông đã phục vụ với lòng biết ơn. Cảm tạ Chúa vì Ngài dùng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài sức dầu cho con. Cảm ơn Chúa cho con cơ hội. Cảm ơn Chúa cho con được bước vào trong vườn nho của Ngài. Con biết ơn Ngài. Tôi mong rằng tinh thần đó sẽ là tinh thần của mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Khi tôi thưa vâng với Chúa, bước đi trong định mệnh của Chúa trong cuộc đời của tôi, tôi bằng lòng bỏ giấc mơ của tôi để đi theo giấc mơ của Chúa. Mẹ tôi đã từng nói, con ở lại Việt Nam để làm gì? Không có gì hết, không có tương lai. Và thật sự năm 80, không có gì hết. Tôi không có nghề, tôi chẳng có cái gì hết. Tôi cũng không câu trả lời với mẹ tôi. Nhưng tôi biết đó là sự kêu gọi của Chúa. Thì tôi biết đó là sự kêu gọi của Chúa. Và tôi bằng lòng bước đi trong tiếng gọi của Chúa. Và quý vị, bao nhiêu năm phục vụ Chúa, tôi nhìn thấy Chúa ban đặc ân, Chúa ban những phần thưởng rất lớn trên cuộc đời của chúng tôi, hơn cả những gì tôi phục vụ Ngài. Nên nhân đây tôi kêu gọi tất cả các bạn trẻ như có mặt trong buổi sáng hôm nay. Quý vị ơi, ai là người đã nhận ơn của Chúa? Đinh thưa ta lên nào. Chúng ta sẽ làm gì cho Chúa trong ngày sắp tới? Chúng ta sẽ làm gì cho Chúa trong ngày sắp tới? Vì lời Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị, trong cái đoạn kinh thánh này có 3 bài học cần ghi nhớ. Thứ nhất đó là mọi người đều có giá trị trước mặt Chúa. Người Do Thái họ suy nghĩ rằng họ là những người được chọn đầu tiên. Họ là tiễn dân của Chúa. Họ là người được hưởng lời hứa từ Abraham, Isaac, Jacob. Và chúng ta thấy ngày hôm nay, người Do Thái vẫn là người được người ta đánh giá rất là cao. Một quốc gia nhỏ bé nhưng được đánh giá rất là cao. Khôn ngoan, thông minh, những nhà tài phiệt, những người được giải Nobel hòa bình là những người Do Thái. Và đôi khi họ suy nghĩ rằng những người sau họ thấp kém hơn họ. Nhưng mà đoạn kinh thánh này, ở trong cái câu chuyện này Chúa Giêsu nói, đừng tưởng, bởi vì người đầu sẽ nên cuối và người cuối sẽ nên đầu. Tất cả mọi người đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Không phân biệt là dân tộc nào, Do Thái hay là Việt Nam, người Mỹ hay là người xứ nào. Không phân biệt là da trắng hay là da màu, tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa. Người đến đầu cũng như người đến sau, tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa. Chúng ta hãy nhớ điều này. Và đừng có một thái độ xem thường người nào khác. Chúng ta thấy ở tại đây, ở trong mắt Chúa Ngài không phân biệt. Và trong vương quốc của Đức Chúa Trời không phân biệt. Người giàu luôn cả người nghèo. Người trí thức luôn cả người bình dân. Rất là dễ chúng ta mang cái thái độ này vào trong vương quốc của Chúa. Xin Chúa nhắc nhở tôi và tất cả quý vị. Ngay cả chúng ta thấy cái người làm 12 giờ với người 1 giờ trước mắt Chúa, Ngài trả cho một đời này. Điều này nói gì vậy? Nhắc nhở cho tôi và tất cả những người đang phục vụ Chúa. Người đứng ở trên tòa giảng này không phải là hơn những người điều chỉnh âm thanh. Người đứng ở trên tòa giảng này không có nghĩa là người đó được giá trị hơn những người đang làm ở trong vòng canh, là những người cầu nguyện ngày và đêm. Những người làm ở trong cái khu vực hay là trong tổ trưởng tối tế bào sẽ hơn những người tiếp tân. Tất cả đều có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Hãy cùng tôi một lần nữa vỗ tay cảm ơn Chúa vì điều mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Nên tôi mong rằng tất cả quý vị, những người đang phục vụ Chúa, quý vị ơi, đừng có nghĩ là mình thấp hèn ở ngay một ai đó. Tôi được kêu gọi vào trong chức vụ giảng tin lành và tôi được Chúa nhắc nhở. Tôi phải làm hết sức, làm như một người làm công không chỗ trách được. Mỗi một bài giảng, mỗi một sứ điệp, tôi phải chuẩn bị thật kỹ để có thể đem lời của Chúa đến cho bầy chiên. Và đó là trách nhiệm mà tôi phải làm, bởi vì tôi sẽ nhận cái phần thưởng từ nơi Cha thiên đàng. Và mỗi anh em của chúng ta cũng vậy, chúng ta nhận gì từ nơi Chúa, hãy làm như làm cho Chúa.
Đừng làm vì tiền công, đừng làm vì trách nhiệm, nhưng hãy làm vì lòng biết ơn. Chúa của chúng ta, Chủ của chúng ta, Ngài là đấng rất hào phóng. Ngài là đấng không có bụng xỉn. Ngài hào phóng với tất cả chúng ta. Và mong rằng mỗi người trong chúng ta, dù ở trong vị trí nào, ở trong vương quốc của Chúa, hãy hết sức, hết lòng mà hầu việc Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng phần thưởng mà Chúa cho chúng ta sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Bởi vì con không xứng đáng Chúa ơi. Con không xứng đáng, nhưng Ngài đã làm cho con thật cao trọng. Và điểm thứ hai, quý vị đừng ganh tị với ơn phước của một ai đó. Rất là dễ chúng ta không làm gì, nhưng mà chúng ta lại ganh tị với ơn phước của người khác. Ủa tại sao người này được phước hơn tôi? Tại sao người kia được phước hơn tôi? Quý vị, Chúa có lý do khi Ngài ban phước cho một ai đó. Quý vị amen tôi không ạ? Ngài không hề tái vị đâu. Chúng ta đo đàn trong câu chuyện này, Ngài không hề tái vị. Ban đầu đọc thì đó dường như là bất công, nhưng mà rất là công bình. Bởi vì anh làm việc với tiền công, anh được trả đúng công. Anh làm việc với lòng biết ơn, anh được ân điển của Chúa. Anh được quà tặng của Chúa. Chúng ta muốn được quà tặng, chúng ta muốn được ân điển hay là trả tiền công quý vị? Tùy theo thái độ của chúng ta. Đừng ganh tị, hãy nói người bên phải quý vị, đừng ganh tị với ân phước của người khác. Ông chủ nói gì? Chẳng lẽ tôi không được phép sử dụng những gì tôi có theo ý tôi sao? Hay là bạn thấy tôi rộng lượng mà ganh tị? Chúa của chúng ta rất là rộng lượng. Ngài rất là hào phóng quý vị. Quan trọng là thái độ của chúng ta ở trong sự phục vụ Chúa, ở trong sự thờ phượng Chúa, ở trong sự dâng hiến, ở trong việc công việc của nhà Chúa. Tùy thái độ của chúng ta mà Ngài ban đặc ân cho chúng ta. Và điểm cuối cùng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị, đó là cẩn thận, vì đầu sẽ nên cuối, cuối sẽ nên đầu. Như tôi đã nói quý vị, người Do Thái họ nghĩ rằng họ ở đầu. Và thật sự Kinh Thánh Chúa nói rằng họ được chọn đầu tiên. Họ là tiễn dân của Chúa. Họ hưởng lời hứa của Abraham và Isaac và Jacob. Họ đi đằng đầu. Và ở trong Phục Truyền đoạn 28 câu 13, Chúa nói rằng ta sẽ đặt ngươi đằng đầu với đằng đuôi, ở trên chúng ta ở dưới. Và quả thật dân Do Thái là như vậy. Nhưng mà ở trong đoạn Kinh Thánh này Chúa nói đầu sẽ nên rốt, rốt sẽ nên đầu đó con à. Bởi vì sao? Đầu sẽ nên rốt, đầu sẽ nên cuối và cuối sẽ nên đầu. Khi nào vậy? Thật ra cái câu chuyện này nếu chúng ta đọc kỹ thì nó đã được Chúa nhắc ở trong đoạn 19 câu 30 rồi. Một người giàu có đến hỏi Chúa rằng tôi sẽ làm gì để được cứu? Chúa nói là ngươi phải làm này, ngươi làm kia. Ông nói tôi làm hết rồi. Hiếu kính cha mẹ, kính sợ Chúa tôi làm hết rồi. Chúa nói còn một điều nữa con làm đi. Bán hết gia tài theo ta. Người giàu này làm gì quý vị? Buồn, lặng lẽ và bỏ đi. Bởi vì anh quá giàu. Và Chúa nói người đầu sẽ nên cuối, người cuối sẽ nên đầu. Có nghĩa là gì? Có thể ở thế gian này anh là đầu, anh được tôn trọng, anh được giàu có. Nhưng mà ở trong nước của Chúa anh là người cuối cùng. Bởi vì anh không có dự phần gì trong vương quốc của Chúa hết. Rất là dễ chúng ta mang cái tâm trí già sanh lão làng. Tôi thâm niên, tôi theo Chúa nhiều năm và tôi sẽ cứ tà tà và tôi lên đời. Thưa quý vị, trong vương quốc Chúa không có. Không có điều đó. Đầu sẽ nên cuối và cuối sẽ nên đầu. Đầu sẽ nên cuối khi mà bạn phục vụ Chúa chỉ vì tiền công mà không phục vụ Chúa vì lòng biết ơn. Đầu sẽ nên cuối khi bạn không vâng theo lời Chúa dạy. Chúa định mạng là đầu, Chúa định người Do Thái là đầu, nhưng mà họ vẫn bị sửa phạt, họ vẫn bị lưu đày khi họ không vâng theo lời Chúa. Chúa đặt tôi và quý vị ở đằng đầu, không phải ở đằng đuôi, ở trên chứ không phải ở dưới. Nhưng mà nếu chúng ta nghe lời này buổi sáng hôm nay, không vâng theo lời Chúa, không làm theo lời Chúa, thì quý vị ơi, đầu sẽ nên cuối. Hãy cẩn thận, cuối sẽ trở nên đầu. Có nghĩa là gì? Có những người không ai biết tới hết, không có danh phận gì cả, không ai biết tên của người đó. Nhưng mà sẽ có một ngày người đó sẽ trở nên đầu. Bởi vì Chúa không nhìn thấy bề ngoài, nhưng mà Ngài nhìn thấy ở bên trong lòng. Chúa cất nhắc những con người hạ mình khiêm nhường, những con người hết lòng, những con người
sống một đời sống chân thật cho Chúa. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên điều này đâu quý vị. Tôi mong rằng lẽ thật này buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tôi và quý vị là những người lắng nghe sứ điệp này, là những người đăng kinh online quý vị. Tôi cầu nguyện để không một ai trong chúng ta là những người đầu trở nên cuối. Nhưng mà tôi cầu nguyện để tất cả chúng ta là những người cuối sẽ trở nên đầu. Amen. Dù là giờ thứ năm, quý vị, chúng ta, đây là giờ của ân điển. Chúa chọn chúng ta. Vì vậy hãy hết lòng mà phục vụ Chúa. Hãy hết lòng tận hiến cho Chúa. Hãy hết lòng vì cơ vương quốc của Chúa. Tôi tin không những ở trong đời này, luôn cả trong đời sau, chúng ta được gọi là những người đầu ở trong vương quốc Chúa. Thái độ của chúng ta những ngày qua thế nào? Quý vị, chúng tôi đang nhóm ở tại đây, nhưng có những bạn đang làm việc rất là thầm lặng. Những người đang chat với những người đang nhóm, đang gửi lời chào, đang hướng dẫn những người đang thờ phượng Chúa online. Tôi muốn quý vị chúng ta vỗ tay cảm ơn với những người đó. Những bạn truyền thông đang làm rất là kín dấu, nhưng mà đã đang tương tác với những người thờ phượng Chúa với chúng ta. Chúng tôi mỗi tuần là nghe rất nhiều cú điện thoại từ những người đang nhóm trên online. Họ không biết ai là người chat với họ, họ không biết ai là người gửi lời họ, nhưng mà họ là người đang phục vụ Chúa. Quý vị, hầu Chúa không có nghĩa là chúng ta đứng ở trên đây mới là hầu Chúa. Hầu vị Chúa, chúng ta có nhiều cách để hầu vị Chúa. Chỉ cần quý vị nói, Chúa còn sẵn lòng. Nhà của Chúa rất là nhiều. Công việc của thiếu nhi, công việc của Âu Nhi, công việc của Trích Tân, công việc của người đang tương tác với những người đang nhóm online, công việc của tổ tế bào, rất là nhiều quý vị. Và những bạn đang truyền thông, đang làm công tác truyền thông, bạn đang làm công tác chỉnh âm thanh cho chúng ta, để chúng ta có buổi nhóm này. Quý vị, chỉ cần chúng ta nói rằng Chúa có con, xin hãy sử dụng con. Ai trong quý vị sẵn lòng nói rằng Chúa có con, xin đưa tay lên ạ. Tôi mời quý vị đứng lên.